Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu tới toàn thể mọi người về những dự án đất thổ cư, nhà ở liền kề, nhà dân gửi bán, nhà của các chủ đầu tư gửi bán. Thì hôm nay em Ánh xin giới thiệu với toàn thể quý khách hàng của em một cái dự án 3 căn ở phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Địa chỉ cụ thể là tổ 7 của phường Phú Lãm mọi người nhé. Đây chính là dự án 3 căn nhà của công ty em, với những cái thông số như sau. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Và diện tích của cái ngôi nhà này là 35m2, xây dựng và thiết kế là 3 tầng. Mặt tiền của ngôi nhà là 3m5 cả nhà. Đây chính là em sẽ giới thiệu một trong 3 căn nhà đấy gửi tới mọi người trước nhé. Đây, mặt tiền của ngôi nhà đây, 3m5, rất là rộng. Cửa chính được thiết kế 2 lớp, lớp ngoài là sắt kéo. Đấy. Cửa bên trong là cửa gỗ kính mọi người ạ. Đây này, đó chính là phần cửa bên trong. Mời mọi người hướng vào phía phòng khách của cái căn nhà này cùng em. Phòng khách được thiết kế rất là rộng. Ba căn này là 3 căn mặt ngõ nha mọi người. 3 căn mặt ngõ. Vị trí của cái căn nhà này thì rất là gần đường quốc lộ 21. Ngõ trước nhà đây. Đây là phần ngõ trước nhà của nhà mình, của cái vị trí của căn nhà em đang quay, thì nó rơi khoảng tầm 2m5. Cách cái trục đường ô tô đi lại mà ra đường quốc lộ 21 thì nó rơi khoảng tầm 150m thôi mọi người nhé. Vị trí của căn nhà này rất là gần chợ, gần trường học mầm non, tiểu học, cũng như là gần chợ xóm này, gần trường đại học Đại Nam, gần trường rất là nhiều cái tiện ích xung quanh sinh hoạt mọi người ạ. Đây chính là phần phía phòng khách của cái ngôi nhà này đây. Mọi người có thể quan sát giúp em, đây chính là phía phòng khách rất là rộng. Với cái căn nhà này thì hoàn thiện lên tới 100% rồi, chỉ có việc dọn đồ về ở thôi. Toàn bộ giấy tờ pháp lý cũng như sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng đều đã có 100% rồi mọi người nhé. Bao toàn bộ phí thuế sang tên cho khách hàng có nhu cầu, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Với cái căn nhà này giá chào bán là 1.760.000.000. Thì nếu như mà anh chị nào mà chỉ có cái tầm tài chính nó rơi khoảng tầm 800 triệu, 7 đến 800 triệu thôi là đã có thể sở hữu cái căn nhà này rồi. Còn phần còn lại thì sẽ để ngân hàng hỗ trợ mình nhé. Xin mời mọi người hướng vào phía trong căn phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía gian phòng bếp của ngôi nhà, rất là rộng mọi người ạ. Với cái diện tích của cái ngôi nhà vuông vắn, được thiết kế là hai phòng khách và phòng bếp riêng biệt, có cầu thang giữa và nhà vệ sinh ở dưới tầng 1, có thêm một nhà vệ sinh phụ đây. Nhà vệ sinh đầy đủ mọi bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên cho toàn bộ ngôi nhà. Căn phòng bếp của ngôi nhà đây mọi người ạ. Thiết kế rất là hợp lý, đầy đủ về vòi chậu, vòi rửa cũng như là đây tủ bếp chất liệu làm bằng gỗ lim Nam Phi mọi người nhé. Đây, đầy đủ tiện ích, đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Vị trí của cái căn nhà này thì gần một số trường đại học lớn. Cách bến xe Yên Nghĩa thì rơi khoảng tầm 2km thôi. Rất là tiện ích. Phía phòng bếp của ngôi nhà thì có một cửa sổ hướng ra phía bên trong để lấy ánh sáng cũng như là cái không khí tự nhiên vào trong cái căn phòng bếp này mọi người nhé. Xin mời mọi người lên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em. Hệ thống đèn led, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh đều được thiết kế đầy đủ hết rồi. Hệ thống tay vịn cầu thang, đây mọi người có thể nhìn thấy, đều là bằng chất liệu gỗ, gỗ lim Nam Phi. Tầng 2 của cái ngôi nhà này thì được thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh mọi người ạ. Em này sẽ mời mọi người vào căn phòng ngủ thứ nhất. Đây, trên tầng 2 thì là được lát gạch 50-50 kích thước và được làm bằng vân gỗ, màu rất là màu gỗ nên là rất là ấm cúng cả nhà nhé. Hệ thống ống chờ dây, chờ áp, chờ điều hòa đều được công ty lắp đặt đầy đủ, cũng như là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Cái ngôi nhà này thì hệ thống cửa chính,
Hệ thống cửa thông phòng đều được làm bằng gỗ lim mọi người ạ. Đây, toàn bộ hệ thống cửa thông phòng từ tầng 1 lên tầng 3 đều được làm bằng gỗ lim. Mời mọi người hướng sang căn phòng ngủ thứ hai cùng em. Đây chính là căn phòng ngủ thứ hai của ngôi nhà, có cửa sổ hướng ra phía mặt ngõ rất là thoáng. Và vì là ngôi nhà này là mặt ngõ cho nên là cái thoáng ở đây nó sẽ là thoáng vĩnh viễn mọi người nhé. Đây chính là phần cửa sổ hướng ra bên ngoài, đều được thiết kế hai lớp. Ở bên ngoài là nhôm Việt Pháp, bên trong là sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như là độ an toàn cho cái ngôi nhà này. Áp chờ, dây chờ, ống chờ điều hòa đây mọi người nhé, đầy đủ. Và cái giá thì rất là rẻ thôi, 1.760.000.000 rồi, cả nhà cả đất mình có thể dọn đồ về ở ngay. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là một có thêm một phòng vệ sinh mọi người ạ. Đây chính là phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà, được lắp đặt đầy đủ bồn cầu, lavabo, hệ thống sen, vòi, thiết bị, gương. Đó, đầy đủ tất cả mọi công năng cho một cái nhà vệ sinh. Xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà cùng em Ánh nhé. Tầng 3 của ngôi nhà thì sẽ được thiết kế như thế nào ạ? Nhà này thì có, đây chính là hệ thống giếng trời để lấy thoáng và cái khu vực ánh sáng vào phía cầu thang mọi người nhé. Đấy, đó chính là khu vực giếng trời. Trên tầng 3 của cái căn nhà này thì là được thiết kế như sau. Tầng 3 của căn nhà này được thiết kế gồm một phòng thờ, một phòng ngủ và một phòng vệ và một phòng vệ sinh cũng như là một sân phơi mọi người nhé. Đây chính là phòng thờ của ngôi nhà. Lên tới đây thì là mọi người xem video, đang xem video của em là có thể tưởng tượng ra cái căn nhà này được thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 là như thế nào rồi đúng không ạ? Phòng thờ cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài mọi người nhé. Phòng thờ nhỏ nhỏ xinh xinh thế này thôi. Đây là khu vực sân phơi mọi người ạ. Đây, đây là phần khu vực sân phơi, khu vực để máy giặt, khu vực giặt vòi rửa đây. Đây chính là khu vực sân phơi. Mời mọi người sang phía căn phòng ngủ tiếp theo. Trên tầng 3 là có một phòng ngủ nữa cả nhà nhé. Như vậy là cái nhà này 3 tầng thôi nhưng mà được thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 1 sân phơi, 1 phòng khách, 1 phòng bếp. Rất là đầy đủ về toàn bộ cái công năng cho toàn bộ cái ngôi nhà này cho một hộ gia đình sử dụng mọi người nhé. Trên cái phòng ngủ này cũng được thiết kế tương tự như dưới tầng 2. Đó là phòng ngủ này đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài cũng như là ống chờ, dây chờ điều hòa. Và cửa thông phòng đây cũng được làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Em Ánh gần như nói rất là chi tiết về cái căn nhà này rồi, em xin nhắc lại cho mọi người một chút nhé. Trên tầng 3 này còn có một nhà vệ sinh cũng được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nhé. Đây mọi người có thể có ngắm qua cái nhà vệ sinh ở trên đây. Trên tầng 3 là tổng là có 3 phòng vệ sinh mọi người ạ. Đấy, em Ánh nhắc lại một chút cho toàn thể quý khách hàng của em nhé. Với cái diện tích căn nhà là 35m², được thiết kế và xây dựng là 3 tầng, giá chào bán là 1.760.000.000 đồng. Bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ với khách hàng có nhu cầu, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nữa nhé mọi người nhé. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về cái vị trí căn nhà cũng như là đặt lịch đi xem thì có thể vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình em Ánh, 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ xem video của em thì bấm like để đăng ký kênh cũng như là ủng hộ kênh của em. Và để nhớ ấn vào chuông để có thể là những người đầu tiên theo được những cái, xem được những cái video bất động sản tiếp theo của em Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.